vừa chạy ngang một đoạn thì nó bị mắc kẹt chiếc xe giữa cái đường lún, phải ngừng. Ăn mừng cũng được cái gì ở cái nhà mới thôi, giờ chúc anh em Dùng với anh em một chung rượu với chúc cô bác cho anh chị. Anh em thầy thợ thì cũng nhiệt tình đã làm cho anh Sang, qua đó thì cũng cảm ơn các mạnh thường quân đã đóng góp cho anh Sang. Dạ, Vùi Hồ xin chào cô bác với anh chị ạ. Hôm nay thì Vùi Hồ đang đi vô nhà anh Sang. Và cái đường này thì cô bác với anh chị sẽ thấy là nó, cái đường này thì nó sẽ, cô bác với anh chị nó sẽ thấy là nó sẽ khác hơn so với đường hẳn gà chúng ta đi. Và đây là một cái đường ruộng sau khi cắt xong thì nó như thế này, người ta mới đốt ruộng xong á. Và mình với anh Sang cũng chuẩn bị đi vô nhà để chuẩn bị để đón khách. Và cái đường kia thì người ta không cho đi nữa. Nó là nữ là hôm nay lần đầu tiên đi ăn tân gia mà phải đi đường ruộng vì đốt đồng như thế này. Cũng khá là bất ngờ khi mà sáng nay thì lại không được vào. Thì hôm nay thì anh em đi đường này để vào chạy thẳng. Cũng may là ruộng mới cắt. Nếu như mà ruộng không có cắt mà nước nó còn lổm chổm thì đi rất là khó khăn luôn. Bây giờ thì cũng có cố gắng, hôm nay thì đến đây mình cũng có để một là hỗ trợ cho gia đình của anh Sang, cho thêm một thùng bia, mình không có trang bị một thùng bia để giúp vui. Và hai là mình cũng sẽ, mình có một cái lời hứa đó là mình sẽ thưởng cho các anh thợ mỗi người một ít để chi phí xây Tết, cũng như là cảm ơn của các anh luôn. Thì trong cái quá trình xây nhà đó thì có rất là nhiều vấn đề cũng gây cho mình áp lực. Mong cô bác quý anh chị thông cảm chút xíu nữa mình vô mình nói thêm nha. Cô bác quý anh chị thấy anh Sang chạy đường ở trước kìa. Ở đường này nó vẫn còn lởm chởm lắm. Đây phải đi theo cái đường lối mòn, đường này nó đất nó vẫn còn sình nên thành nữ là chạy cũng khá là vất vả. Lần đầu tiên đi ăn tân gia mà phải băng đồng như thế này luôn á, phải đi theo cái đường của anh Sang thôi, lát nữa không biết thì khách sẽ khi vô sẽ như thế nào. Nhưng mà đường này nè, ôi ôi đường ruộng mà thì bánh xe nó lọt dựa xuống cái đường bánh cày em thế này à, rồi trời ơi mắc kẹt chiếc xe luôn rồi. Mới vừa chạy ngang một đoạn thì nó bị mắc kẹt chiếc xe giữa cái đường lún, phải ngừng máy lại lôi chiếc xe lên. Giờ này còn tỉnh nè, mà bây giờ phải dậy thì chút xíu là không biết như thế nào. Đi nào ta, qua đây chú chào con nha. Nay đẹp dữ ta. Đây là cái số vịt mà anh Sang bắt này cô bác quý anh chị. Khi mà cái số gà thì chưa có bắt xong, tại vì Dương mặc áo cho con. Thì đây là 50 con vịt hả Dương? 5 hay 6 gì á. 60 con. Rồi thức ăn để đâu? Thức ăn trong nhà. Mặc áo vô. Dạ con chào bác nha. Dạ. Hôm qua đi ơi. Anh Sang ơi. Sang đâu mất tiêu rồi? Cho em gửi thùng bia nha. Góp thùng bia góp vui cho mấy ông uống kia, uống rượu xong uống bia cho mát mát nha. Hôm trước là anh hốt 60 con hả? 60 con. 60 con hết nhiêu tiền? Hết triệu. Hết triệu. Ăn đồ luôn hết triệu. Hôm nay sáng chuyển đồ ăn vô cô bác của anh chị. Phải bận rộn lắm, nhà giữa đồng nên thành thử là người ta không có chuyển vô được, và mình phải vô thùng rồi sau đó mình xách bàn ra. Anh Sang phải đi mua nước đá nè, mua rượu nè. Hồi nãy anh Sang chạy trước là anh Sang đang đi mua nước đá đó. Dạ. Rồi, thức ăn để đâu rồi? Trước. Hôm nay thì trà xong thì nó cũng đỡ đỡ rồi. Chú Hồ. Dạ. Cái đó anh vợ tự mình sắp hả? Có người ta có vô sắp không? Cái gì bác? Mực đồ á. Mình tự chất ra. Dạ. Tại người ta không có xa quá, người ta không có vô á. Dạ, dưới vật bàn ít quá. Dạ. Cũng được. Mình có chị.
tụi tôi làm cái gì không biết. Không, cái đó mỗi một cái vô một dĩa bác ha. Cái vô một dĩa. Dạ. Nhưng mà cắt đồ của mình nào vậy? Dạ đúng rồi. Đâu? À, thức ăn đi hả? Dạ. Cha mua một bao thôi. Nói ba, cha mua một bao dự trữ hả? Mua, anh ta cho một cái bao thức ăn. Ừ. Cho một miếng. Ừ. Bà, bác là? Tôi, ở xóm. Ở xóm? Ờ, tự nhiên nó mừng cái nhà mừng quá. Ờ, bác, bác cũng ở xóm luôn hả? Ừ. Ờ. Tôi nghe nó mát lần trang là chị là xui. Dạ, vậy là xui. Xui, xui chèo. Xui chèo. Ờ, dạ. Bác cũng xui chèo luôn hay sao? Bác. Mai mốt mua thức ăn nhiều tí xíu nha. Bị dịch nó còn nhỏ mà chưa có ăn nhiều rồi mình chưa có mua nhiều không ạ? Ờ, còn 2 triệu đồng phải không? Dạ. Thì nữa xong nào anh nói gà, đợt trước anh nói gà sao? Gà đi cho cảnh Tết này quá nó lội nó không có nở. Ừ, chưa ấp qua Tết hốt thêm nha. Rồi, rồi khoảng 50 con gà nữa đi ha. Ừ. Này là con đặt 1 triệu rưỡi. Ừ. Dạ. 1 triệu rưỡi nè. Tôi mới nói nè, tôi nói này đặt 1 triệu rưỡi. Dạ. Bữa con thấy 2-3 cá lên nồi cái vậy không à? Đưa lên giá bà Tàu với đặt 1 triệu rưỡi đó. Chị đưa có đi không? Cứ không có đi, tự đi. Hai bác chắc nhìn thấy vui quá ha. Tôi ở đâu? Còn nhà ở đâu? Con ở đây. Nhà đây, ở đây ở đâu? Dạ. Chợ ở đâu? Dạ ở chợ. Con cháu Duyên. Giáo viên. Con giáo viên. Dạ. Giáo viên mà để làm gì cũng quý quá nha. Vui chứ. Hôm nay thì hai bác này chắc cái món, cái món gọi là món này thì là đồ khô. Đồ khô này thì gồm có, gồm có chả, à, chả giò. Với lại tròn tròn này là tôm quá. Tôm, tôm, tôm. Bên đây là gà. Món thứ hai đó chính là gà. Đang đi công chuyện không có nhà. Lý do là hai bác phải chất ra như vậy á. Hết trơn có nhiêu chất hết. Hai bác phải chất ra như vậy là vì không, không có chuyển vô được. Và đây là các bà vẫn đang bày biện món ăn ra xong. Hôm nay thì sẽ được gồm có 5 món. Và 5 món này thì giá tiền mỗi 5 món cho một bàn là 1.500.000 đồng. Chưa bao gồm tiền bia và nước ngọt. Cái đồ ăn không, thức ăn không à? Dạ. Thì ở đây hai bà đang chất ra. Bà cho con hỏi bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 74. 74 tuổi ha. À. Còn bà? Tôi hả? Dạ. Bà 67 tuổi. 67 tuổi mà già bà. Dạ. Nhưng mà bà ăn kẹo nhiều hay sao mà mất răng hết à? Kẹo nhiều đó. Ăn kẹo nhiều. Ngày xưa bà bán nước ngọt hả? Và món đầu tiên mà mình xong nước muốn giới thiệu cô bác quý anh chị đó là món đồ khô. Cái món đồ khô này thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở trên đây gồm có món đồ khô này thì ở trên đây gồm có món này gọi là nem. À, nem. Đây là chả. Và đây là tôm, tôm chả tôm. Và đây là chả giò. Thì có hai bàn nên mọi thứ sẽ đều hai dĩa hết á. Đây, còn bên đây là gà nướng muối ớt với lại bánh bao. Bánh bao này bánh bao bịch ở chợ người ta chiên ra. À, món thứ ba đó là món lẩu. Cái này lẩu không à? Dạ, món này lẩu thì gồm có hai món thôi, đó là tôm với mực. Và lẩu ở miền Tây thì người ta sẽ ăn với bún. Bún ở đằng kia. Sáng sáng thì bún đem vô ít quá nên thành thử ra là mình phải mua trang bị bún thêm. Dạ, mua thêm nè. Dạ. Đẹp rồi, đó. Dạ. Rồi bên đây là món hấp dẫn, đó là món tôm luộc nước dừa. Ai thích luộc thì luộc, ai không luộc thì nước. Tôm này là tôm này gọi là tôm sông. Cái con tôm sông này thì cái con tôm sông này thì cái càng của nó sẽ bự hơn và nó thịt nó ăn nó sẽ khác so với con tôm sú ở biển của mình. Tôm sú ở biển thì cái đầu nó không to như thế này. Con tôm sông này thì ăn cái đầu nó sẽ ngon hơn cái mình. Dạ. Hôm nay thì có hai bác chắc phụ nên thành thử là đỡ lu bu hơn. Chứ già anh Sang mà chỉ có mình anh Sang chắc thôi thì chắc nó chiều khách mới ăn quá. Đâu đâu vậy? Và món tiếp theo mà mình nói với cô bác quý anh chị đó là món bò né. Cái món này được gọi là món bò né tại vì mỗi lần mà mình bắt dầu lên á là mình phải né ra. Nên thành thử người ta sẽ gọi là món bò né. Ở đây thì có nước chấm, nước lẩu, có súp.
Nhà của anh Sang đây là nhà mới. Anh Sang vẫn đang cầm củi ngoài kia kìa. Hôm nay vui không anh Sang? Mệt không? Cũng hơi lu bu, không hơi mệt chứ. Mệt không? Hôm nay thì sẽ đãi uống rượu hay là uống bia? Dạ, rượu và bia cũng có nữa. Hôm nay là không say không về hay sao? Dạ, thì anh em uống nhiều thì được nhiều mà. Ở chơi với Sang cho vui. Không say không về mà say cũng không về. Sao không có rau ăn lẩu à? Không có rau ăn lẩu à? Ồ. Mình coi kỹ lại bác ha. Không có đâu, có rồi. Nãy trong cái thùng đó nãy đem ra. Vậy thôi. Dạ, thôi mình ăn này đi nha. Thôi vậy nha. Cô sắp cho muốn chú kìa ta. Ừ, bác chào cô mọi người ở nước ngoài à. Bác đẹp nhất là bây giờ là bác đẹp nhất là gì phải không? Nụ cười. Nụ cười đẹp quá. Dạ. Thì cũng được rồi em. Vui à. Chú cũng vui á. Dạ. Ở miền Tây á thì đôi khi ở không biết ở miền ngoài như thế nào, nhưng mà ở miền Tây thường cái bếp nó phải rộng hơn cái nhà trước. Lý do là tại vì nhà có đám. Đám nó ngồi như thế này nên thành thử ra là cái bếp nó phải bự hơn nhà trước. Ở vậy. Dạ. Rộng rãi. Nhà có bác là trước đây là nhà bác thường có đám tiệc á là nấu hay là đặt nấu? Không. Nấu nhà. Nấu nhà mình phải chuẩn bị mấy ngày. Bác. Còn rất cực lắm chú ơi. Thôi. Bây giờ nhà rồi. Nhà không à. Còn bánh tét sao? Bánh tét cũng bằng nhà rồi, gì cũng nhà không. Ở ngoài miền Bắc thì có bánh chưng, còn ở đây thì có bánh. Ở ngoài bánh chưng. Ở đây thì có bánh tét. Chú quay bánh tét bánh ếch. Rồi đem ra đi, đem ra đi. Rồi. Dỗ lên. Có mâm bàn đó ngoài rồi. Rồi đem ra hết đi anh. Bưng lần đi. Sau khi các bà chưng xong thì các bạn các anh sẽ chưng và sẽ bưng ra ngoài kia. Dạ. Đây ra về cùng ấy chứ không dạ. Có cúng hả chú? Dạ, cái đó tùy anh Sang. Dạ. Cúng đây thôi mà. Hả? Cúng qua không trời mà. Có rau kìa, có rau ngoài kia kìa. Kìa. Bây giờ đây vô. Rau đó là của người ta phải không anh Sang? Rau của em mới đem xuống. Ủa vậy hả? Ừ. Sau khi các bà chuẩn dọn xong thì các món sẽ được bày biện ở trên đây để mà mọi người ăn. Thì món gồm có 5 món. Đó là món đồ khô. Đồ khô thì gồm có chả, rồi nem, rồi chả tôm, bì. Cái này là gì ta? Chả đúng không? Chả luôn. Ừ, chả luôn. Rồi món thứ hai là tôm luộc nước dừa. Món thứ ba là gà nướng muối ớt. Món thứ tư là bò né rau này rau gì anh? Dạ. Con bò né đó nè. Hả? Hẹ, bò nó hẹ, bông hẹ. Bò né bông hẹ. Rồi món thứ tư là lẩu và món thứ năm là tráng miệng. Và món không thể thiếu đó là bia. Ha, một bàn bên đây một bàn nè. Rồi bên đây một bàn nữa là hai bàn. Xong rồi ha. Bây giờ lật rau qua hả bác hả? Ừ. Rồi giá này còn cái nào nữa không? Tại lấy cái nhỏ lấy lại nhiều việc cái nhỏ qua đây đi. Không, qua đây đi. Đi con. Bây giờ công việc lật rau muống. Rau muống này thì ăn lẩu là đúng bài ha. Ừ. Cái giá nữa mới được. Dạ. Hôm nay nhà Dương vui dữ ha. Thông tin với cô bác quý anh chị luôn, thì những hai cái mâm cỗ này đó thì do chú Hùng và bạn của chú hỗ trợ cho gia đình ăn Sang ăn tăng gia. Bây giờ công tác chuẩn bị đã xong hết rồi, chỉ còn đợi khách đến thôi. Bác mẹ của anh đâu? Bả nay bả ổng bệnh rồi, đi mang giờ ổng bệnh rồi bả gắng được. Bác bệnh gì? Bé trai bệnh gì? Ổng mệt mệt gì đó, không biết ổng bệnh sao đó, không biết sáng giờ cũng chưa hỏi. Vậy là ở nhà nuôi hả? Nuôi không? Dạ. Rồi sao anh mời mấy người? Rồi cũng vòng vòng đây mà cũng chưa tới đủ đó, chứ còn mấy người nữa. 12 giờ. Bây giờ mời các bác ra trước đi nha. Nhưng mà anh mời vòng vòng ở đây là nam hay nữ? Cũng nam có, nữ cũng có, ai gì đi rồi không ai đi thì thôi chứ giờ sao? Cái này là sườn non xào củ qua. Xào củ qua. Cá. Dành cho anh nhiều ăn chay hay bác hơn? Ăn chay nhiều. Ăn chay. Dạ. Còn này sườn non.
Dạ. Hai món. Ừ, hai món đó. Dạ. Có nhìn hấp dẫn với ta. Rồi nói đi. Này cũng ăn mừng cũng được cái gì ở cái nhà mới thôi, giờ chúc anh em Dùng với anh em một chung rượu với chúc cô bác cho anh chị với Mạnh Thường Quân rồi giúp đỡ cho Sang về, về nay cũng rất quá vui quá mừng, nay mình cũng mời anh em lại tới Dùng với Sang chung rượu. Thưa cô bác quý anh chị, thì hôm nay anh Sang có mời các bên vợ, dòng họ bên vợ của anh Sang với lại các anh, các chú ở đây là ở hàng xóm cũng như tối lửa tắt đèn với nhau, có nhau với là gia đình của anh Sang. Thì hôm nay thì là ngày 22 tháng chạp năm 2020, cũng còn 8 ngày nữa là chúng ta sẽ đến Tết rồi. Thì ngôi nhà mình cũng làm kịp tiến độ và để thì trong cái quá trình xây dựng đó thì nó cũng đôi khi thì nó cũng thiếu hụt kinh phí. Thì thành thử ra là xây nó còn một số cái gian dở, nhưng mà trước đây á thì em nghĩ là số tiền mình sẽ đủ, nhưng nhà nó phát sinh ra nên thành thử ra đến đây cũng đã hoàn thành được 100% cho gia đình của anh ăn Tết. Mà hôm nay thì đến đây có các bác thì cũng gần Tết rồi, thì em cũng thay mặt Mạnh Thường Quân cảm ơn anh nhiều, anh Hải nè với lại anh Minh thì đã hỗ trợ cho anh Sang xây dựng cái số nhà. Thì đây là cái số tiền của em, thì cũng gần Tết thì cho em gửi hôm nay thì có anh nhiều, em cái này là tiền của em lì xì cho anh. Dạ rồi anh Hải cho em lì xì cho ba thợ ha, rồi cho em gửi cái này hôm nay thì anh Minh không có, cho em gửi cái này ha để chúc Tết cho gia đình của anh ăn Tết một năm mới may mắn nha. Thì thay mặt anh Sang thì chắc cũng nói hết, thay mặt gia đình anh Sang thì cảm ơn cô bác Quýnh, cô bác cảm ơn mấy anh đến đây chung vui với lại gia đình của anh Sang. Thì chúc các anh ngon miệng nha. Dạ, cái trà đá nha. Dạ. Anh có nói gì đâu. Vô anh. Các Mạnh Thường Quân. Vô, còn gì nữa vô cái cửa dừng lại. Thầy sợ thì cũng nhiệt tình đã làm cho anh Sang. Qua đó thì cũng cảm ơn các Mạnh Thường Quân đã đóng góp cho anh Sang. Dạ, xin cảm ơn. Chúc các Mạnh Thường Quân cũng nhiều sức khỏe, giúp đỡ các hoàn cảnh khác nữa. Dạ. Anh Hải không? Được rồi. Dạ. Cảm ơn mời các anh Dùng nha. Tay với Dùng cái rượu cho con, chúc cho con được nhiều hạnh phúc và mạnh khỏe, bình an. Bác uống rượu luôn hả? Luôn. Đây đây con đưa ly cho bác nè. Miếng rượu là phải đưa cho rượu. Dạ. Rượu là rượu mà. Có nói rượu ghẹt. Cảm ơn, có dập chính cái này bay lại. Có. Thưa bác cái Dùng với con miếng. Rồi có cãi được. À, có dập chính đó con ăn miếng rượu. Không hợp về không gì chứ là. Năm đây là không không gì. Để cho có chủ. Anh Tư, phát báo lên Tư. Đừng trở lại. Anh Tư. Dạ. Rồi, em mình ha. Đưa ra cho anh Tư. Hay quá. Chồng đi với cháu hả? Qua bển lấy cái chồng ghế ngoài ấy ngoài á, đi qua con ngồi đó em luôn. Ngồi đây. Rồi. Em ăn uống cái đi. Dạ. Ha. Dạ. Nổi không? Nổi chứ. Rồi. Biết đâu rồi đi đâu có theo bạn. Có gì ngủ ở đây luôn chứ gì đâu, nhà của anh Sang mà. Dạ. Để anh em mình nữa hầu. Dạ, thân tay thôi anh. Rồi chúc anh có an cư mới lập nghiệp. Dạ. Có nhà mới mà có bò rồi luôn đi. Thành nữ là cố gắng làm ăn nha. Dạ. Dạ. Uống hết ly luôn nha anh. Rồi, lấy cá đi. Lấy cho Tuấn ơi. Ngon không? Ngon không? Thôi được rồi, cảm ơn Hoài. Cảm ơn Hoài, biết mai mốt không cần ăn cũng mập nữa. Nói cảm ơn chú đi. Hôm nay là được cái nhà, được nhà, được cái nhà. Nắng vô mưa nhà chú công cực khổ.
Thôi thôi thôi, đợi nha. Ngon bắn. Ngon lắm. Đặt bên cửa hàng đó mà. Dạ. Con đặt bên hạnh ký á. Dạ. Ký á. Dạ. Con cũng đâu có biết đâu, nhưng mà con cứ chạy đi đặt thôi à. Ký lấu đầy đủ. Thì clip hôm nay thì đến đây cũng mình đến đây cũng vui với gia đình anh Sang nên thành nữ là quay đến đây thôi. Thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị đã ủng hộ cho gia đình của anh Sang cũng như là cho kênh của Bùi Hồ. Xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị đã đóng góp ý kiến cho kênh của Bùi Hồ có thể càng ngày càng phát triển hơn. Đặc biệt thì khi xây ngôi nhà mới như thế này cũng khá là nhiều bỡ ngỡ.